Tiếp tục chương trình với một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Hiện nay, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang dịch chuyển xuống phía Nam. Theo cơ quan khí tượng thủy văn thì từ chiều nay 31 tháng 3 thì miền Bắc trời sẽ đồng loạt chuyển lạnh và có mưa. Sáng nay do không khí lạnh chưa về nên nhiệt độ ở miền Bắc vẫn tương đối dễ chịu. Trưa và chiều trời hưởng nắng ấm, nền nhiệt duy trì ở mức từ 27 đến 29 độ C, thậm chí nhiều thời điểm trong ngày còn có thể đạt ngưỡng là 33 độ C. Đến chiều tối và đêm nay 31 tháng 3, dưới tác động của gió mùa đông bắc, thời tiết ở Bắc Bộ sẽ có thay đổi rõ rệt. Trời chuyển mây nhiều và có mưa rào và dông. Đặc biệt theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, khi không khí lạnh tràn về nên nền nhiệt đang cảnh báo của cơ quan khí tượng, khi không khí lạnh tràn về thì nhiệt sẽ đang ở mức cao, có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Tuy nhiên nền nhiệt không giảm quá mạnh, chỉ ở ngưỡng từ 19 đến 21 độ C. Kiểu thời tiết mưa lạnh sẽ còn duy trì trong những ngày đầu tháng 4 ở Bắc Bộ, khiến cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân ít nhiều bị xáo trộn. Cơ quan khí tượng cũng cho biết trong tháng 4, miền Bắc có thể đón từ 3 đến 4 đợt không khí lạnh, nhưng cường độ yếu và lệch đông nên không làm giảm nhiệt độ sâu.